Đấy. Thì Thịnh Phát giới thiệu mọi người nhé, đây là các rem cầu vồng Hàn Quốc cực kỳ hiện đại do bên Thịnh Phát cung cấp và thi công lắp đặt. Cái màu này là màu nâu anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ số điện thoại hotline 0908202799, em kéo xuống em. Bên cạnh đó thì đèn Thịnh Phát có cung cấp tất cả các loại rèm cửa, màn sáo, trang ga gối đệm, mảnh che chúc che nắng che mưa ngoài trời anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em hoặc là qua địa chỉ số 111 đường Mai Đăng Chơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ok, mở ra lắc xí em, tốt đẹp. Ok, bên này em. Em sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem cái màu này, cực kỳ đẹp. Rất là hợp với khung cửa luôn. Đây là cái bộ cầu vồng bên em lắp mặt lòng trong khung cửa. Phụ kiện thì thanh nhôm tĩnh điện cực kỳ đẹp. Rồi, ok em.